Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Tiếp tục đưa tin về Anna Bắc Giang là các bạn. Vì sao em ngày hôm nay khi em đầy đủ tất cả mọi chứng từ bằng chứng để tố cáo chị, cáo buộc chị về cái hành vi là xúc phạm nhân phẩm cũng như là vu khống em về cái việc đấy, thì ngày hôm nay em chính thức tuyên bố là em sẽ kiện lại chị kể từ ngày hôm nay luôn. Lúc trước em im lặng em không nói cái gì á, là vì á, em nghĩ là chị là một gia đình cũ gia đình chồng cũ của em, và em tôn trọng anh chị, em tôn trọng anh Thành, em tôn trọng chị Nhã, nên là em đã im lặng. Nhưng mà đến bây giờ thì em nghĩ là cũng chẳng còn cái gì nữa rồi, giọt nước đã tràn ly rồi, và tất cả những cái gì mà chị đã bôi nhọ em, chị giày vò em trong suốt cái thời gian qua ở trên mạng xã hội, cũng như chị giày vò em bao nhiêu ngày để em lên cơ quan chức năng ấy, thì ngày hôm nay em cũng chính thức em tuyên bố lại với chị là kể từ ngày hôm nay em sẽ tố cáo chị. Em đầy đủ tất cả bằng chứng rồi để cáo buộc chị lại về cái hành vi là chị đã xúc phạm nhân phẩm và vu khống em. Còn cái chuyện mà em sai phạm ở đâu, em sai phạm với ai, đến đâu, tội em đến đâu thì em sẽ nhận tội đến đó. Còn giữa em và chị không hề có một thù hằn liên quan gì đến nhau để chị moi móc tất cả những cái thông tin và đời tư cá nhân của em lên trên đây. Vậy vì anh Tùng đó là chồng tổ cũ của em rồi, đó là gia đình chồng cũ của em chứ không phải là gia đình chồng của chị. Đây nha, đây là bằng chứng chị tố cả chị vu khống em về cái việc là em lừa đảo số tiền 17 tỷ cộng thêm số nạn nhân là 300 nạn nhân. Vậy thì bây giờ em hỏi chị chuẩn bị tất cả mọi thông tin giấy tờ để chuẩn bị giải trình ở trên cơ quan công an, cơ quan chức năng có đầy đủ thẩm quyền về cái việc 300 nạn nhân, về tất cả những cái gì phát ngôn mà chị đã phát ngôn ở trên mạng xã hội. Chị nói là chị không, chị nói luôn, nói chị là một người vị tha đúng không? Chị nói chị là một người vị tha, chị không có lợi lộc gì trong cái chuyện này. Vậy thì em hỏi chị tại sao trong tất cả những cái video clip của chị khi mà chị up lên, chị đều tác cái tên là bệnh viện thẩm mỹ của chị vô và kèm theo số điện thoại của chị vô nữa. Vậy thì mục đích của chị ở đây là gì? Mục đích của chị có phải là câu view không? Mục đích của chị có phải là tăng like không? Mục đích của chị có phải là vu khống tố cáo người khác, làm nhục người khác, nhân phẩm người khác để dựa trên cái drama đó để mà phục vụ cái công việc của chị hay không? Nếu chị thực sự là một người tài năng thì tại sao chị phải làm cái chuyện đó ở đây? Hãy chịu trách nhiệm trước những cái lời mà chị đã phát ngôn ra. Thứ nhất là số tiền 17 tỷ. Thứ hai là số nạn nhân là 300 nạn nhân và tổng số tiền em lừa của các nạn nhân khác là 100 tỷ. Thì bây giờ em yêu cầu chị cung cấp đầy đủ tất cả những cái thông tin bằng chứng đó, không phải với em đâu mà với cơ quan chức năng trong thời gian sắp tới. Bởi vì kể từ ngày hôm nay em sẽ chính thức đối đầu, tố cáo và chính thức đối đầu với chị. Em tuyên bố là em sẽ làm như vậy. Hãy chịu trách nhiệm trước những cái lời mà chị đã phát ngôn ra. Thứ nhất là số tiền 17 tỷ. Thứ hai là số nạn nhân là 300 nạn nhân và tổng số tiền em lừa của các nạn nhân khác là 100 tỷ. Thì bây giờ em yêu cầu chị cung cấp đầy đủ tất cả những cái thông tin bằng chứng đó, không phải với em đâu mà với cơ quan chức năng trong thời gian sắp tới. Bởi vì kể từ ngày hôm nay em sẽ chính thức đối đầu, tố cáo và chính thức đối đầu với chị. Em tuyên bố là em sẽ làm như vậy. Bởi vì thực ra bây giờ ấy, chị có rất là nhiều thứ để mất. Chị có rất rất nhiều thứ để mất. Nhưng mà em thì chả có gì để mất nữa đâu. Em nói thật, trạng mà chết thì Chúa băng hà thôi. Chị Một em, khi con người mà đã dồn em vô cái mức đường cùng này rồi ấy, thì em nói thật là em cũng sẽ làm. Vì sao em không nợ tiền của chị, em không lừa chị, em cũng không hề vay tiền của chị, em không hề lừa gia đình nhà chị 17 tỷ mà đó là gia đình chồng cũ của em chứ không phải là gia đình chồng của chị, thì tại sao chị lại vu khống em về cái việc là em lừa đảo chị 17 tỷ và cái số nạn nhân là 300 nạn nhân? Tất cả là chị có mục đích đúng không? Là bởi vì chị ghen ăn thức ở với em. Bởi vì là sao? Bởi vì là em là một cái con nhà quê, em là một con ất ơ, nhưng ít nhất em cũng được cưới đàng hoàng, anh Tùng cưới em về đàng hoàng, em được gia đình anh Tùng đón nhận đàng hoàng. Còn chị là một người sống lương thiện đúng không? Chị là một người sống vị vị tha đúng không? Chị là một người mà được cả xã hội này tung hô. Tại sao cả xã hội tung hô chị nhưng chỉ duy nhất có một mình ba mẹ chồng của chị không chấp nhận chị, họ hàng nhà chị không chấp nhận chị? Thì chị đàng hoàng ở cái chỗ nào? Chị đàng hoàng ở chỗ nào mà chị mang đời tư của người khác ra giày vò, chị mang đời tư của người khác ra, dù em có là một cái người lừa đảo, em là một con lừa đảo, thì cái việc đời tư của em liên quan gì đến nhà chị để chị đào bới ra để chị xúc phạm nhân phẩm của em? Chưa kể đến cái việc chị hack nick Facebook của em nữa. Đời tư của chị ra sao, tất cả những gì chị làm em đều biết, tất cả những gì chị làm em đều biết.
Nhưng mà kể từ ngày hôm nay em sẽ khui hết tất cả ra nếu mà chị muốn. Em đã nói rồi. Còn tội em sai ở đâu em sẽ chịu đến đấy. Còn tất cả những cái gì mà chị đã vu khống em, chị làm nhục em, chị hack nick Facebook của em, chị làm tất cả những cái thời gian vừa qua, chị kêu gọi cộng đồng đúng không? Chị kêu gọi cộng đồng, chị kêu gọi người này người kia vào hùa với chị để hại em đúng không? Thì ngày hôm nay, kể từ ngày hôm nay em sẽ tố cáo chị về cái hành vi đấy. Em có đầy đủ tất cả các cái bằng chứng để làm cái chuyện đấy. Thậm chí là ở trong cái nhóm 140 mấy nạn nhân mà do chính tay của chị lập ra để kêu gọi mọi người để hãm hại em á, em cũng có bằng chứng ở trong những cái tin nhắn đấy. Và trong số những cái nạn nhân đấy, có những người không phải là nạn nhân đâu mà người ta cũng nhận là nạn nhân. Và có những người, người ta giả vờ là nạn nhân ở trong đấy thôi. Và em sẽ cung cấp đầy đủ cho chị cái thông tin là tại sao chị lại làm như vậy. Đây, ở trong cái nhóm 140 mấy nạn nhân của chị đây nha. 140 mấy nạn nhân của chị đây. Đây, có tất cả các cái thông tin đây. Là kêu gọi cộng đồng để mà hãm hại em, kêu gọi cộng đồng đây. Điều 145 Bộ Luật Hình Sự về cái tội vu khống làm nhục người khác, làm nhục danh dự người khác. Và đó là một cái mối nguy hại của cái xã hội này. Khi mà chị nó vu khống em, còn tội em sai ở đâu là em là cái người chịu. Còn bây giờ chị hãy chứng minh 300 cái nạn nhân đấy đi và thử hỏi xem là tất cả những người mà em lừa đảo đúng không, gọi là lừa đảo, 300 nạn nhân đâu, 300 nạn nhân ở đâu đến gặp trực tiếp em này. Em nói để cho chị đừng có vu khống em về cái chuyện đấy nha. Còn em khẳng định là cái số tiền 17 tỷ, gần 20 tỷ mà hôm trước chị livestream lên cùng với cả anh Kalim với cả anh Nhật đúng không, chị nói là ở Thanh Hóa em lừa đảo một gia đình gần 20 tỷ. Vậy thì hôm nay ở trên cái livestream này em tuyên bố luôn, ai là cái gia đình mà em lừa hơn 20 tỷ, bây giờ lên tiếng đến gặp trực tiếp em để đối chất với em thẳng thắn trực tiếp với đấy xem em lừa đảo ai mà hơn 20 tỷ mà chị phát ngôn như vậy, mà chị phát ngôn được à? Tiếp theo nữa là cái ngày đầu tiên mà em được mời lên trụ sở công an xã Bắc Bình, nơi mà em đang lưu trú ở đó, ở nhà anh Hiếu. Thì trước cái ngày đó chính em là cái người mà em đã nói anh Hiếu là bây giờ lúc đó thì em không có điện thoại, em mới nói anh Hiếu là anh Hiếu ơi, em nhờ anh liên lạc với lại chị Nhã và tất cả mọi người về đây gặp em để nói chuyện được không, để em có phương án khắc phục cho mọi người, và nếu như những người nào mà em thiếu nợ em trả nợ thì em sẽ có cái cách khắc phục và để trả nợ, và nếu như em sai ở đâu em sẽ nhận sai ở đấy. Nhưng không, chị không làm cái chuyện đấy. Chị nói là ok chị sẽ về, chị không làm cái chuyện đấy. Mà ngày hôm sau chị về, chị lừa anh Hiếu, chị nói anh Hiếu là ở ngoài Phan Thiết đi, 1 giờ gặp chị sẽ gọi. Nhưng mà chị là cái người vào trước, chị là người vào nhà anh Hiếu trước theo cái định vị mà chính em là cái người cung cấp cái định vị đấy để cho chị về đấy, chứ không phải là chị là cái người phát hiện ra em để gọi công an bắt em, mà chính em là cái người mà gửi cho chị cái định vị đấy để chị về chính cái nơi mà em đang ở đó, chứ không phải là chị phát hiện ra em để em bị bắt như vậy đâu. Và ngày hôm nay em ngồi ở đây, em livestream ở đây, và tất cả những gì em nói ra chính là một cái bằng chứng trước tòa để cáo buộc chị về những cái hành vi mà chị đã vu khống em trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả những cái áp lực của em trên mạng xã hội và những cái lời giày vò của tất cả mọi người trên mạng xã hội trong suốt thời gian qua em phải gánh chịu. Và cho đến ngày hôm nay thì em chính thức tuyên bố là em sẽ kiện chị đến cùng với cái hành vi vu khống. Cho dù ngày mai á em có phải đi tù thì em cũng không phải đi tù về hành vi lừa đảo chị và gia đình nhà chị 17 tỷ cũng như số nạn nhân là 300 nạn nhân. Em nói chị là như vậy. Nếu ngày mai em có phải đi tù thì em cũng không phải đi tù về chị. Nhưng nếu như chị có phải đi tù ấy thì chị sẽ phải đi tù về hành vi vu khống và tố cáo và hành vi là bôi nhọ danh dự của em sai sự thật trên mạng xã hội và để ảnh hưởng đến tổn thất đến tinh thần và tất cả mọi thứ của em trong suốt thời gian vừa qua. Thì nếu như chị là một người có mục đích thì chắc chắn kể từ giờ phút này em sẽ trở thành một người có mục tiêu để em sống và em sẽ đối đầu ngược lại với chị. Tại sao mà trước giờ em luôn im lặng? Bởi vì em nghĩ em ít tuổi hơn chị, em kém tuổi hơn chị và em chả là cái gì cả. Em chẳng còn một cái gì để mất tại giờ phút này nữa. Nhưng mà bản thân của chị thì chị em nghĩ là chị có rất nhiều thứ để mất đấy. Còn tội của em đến đâu thì em sẽ nhận đến đấy. Và nếu như á ngày mai á em có phải đi tù đi chăng nữa
Thì em nói thật, em có đi tù là vì em quá tốt. Vì sao mà em phải đi tù vì em quá tốt ấy, là bởi vì á, em nhẹ dạ cả tin. Em tin vào những cái thằng đàn ông khốn nạn, em tin vào những thằng đàn ông đại gia dởm, những thằng mà có vợ rồi mà đi lừa đảo người khác, lừa tình cảm của người khác, nói là đã ly hôn rồi. Bây giờ em sẽ đọc đơn tố cáo này cho tất cả mọi người biết, là mọi người hỏi tại sao em không tố ngược lại chị Nhã, thì ngày hôm nay em bắt đầu tố lại chị đây. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin tố cáo, kính gửi cơ quan chức năng, công an thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Ninh Thị Vân Anh, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1995. Số chứng minh nhân dân của tôi là địa chỉ thường trú Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang, số điện thoại. Tôi xin tố cáo anh Nguyễn Trọng Thành, số điện thoại. Chị Lê Thị Hồng Nga, tên thường gọi là chị Nhã. Đấy, chị cũng đâu có lấy tên thật của chị để chị xài đâu. Chị cũng dùng tên Nhã đấy. Vì lý do tại sao, mục đích tại sao chị phải lấy tên là Nhã, thì đấy là cái việc cá nhân của chị, không liên quan đến em. Còn cái chuyện là em tại sao em lấy cái tên khác mà không phải cái tên của em, thì đấy cũng là việc cá nhân của em. Em đâu có bóc chị, em đâu có khơi mào lên chị đâu. Chị cũng đang dùng cái tên Nhã đấy, đâu phải tên Lê Thị Hồng Nga. Số điện thoại. Với hành vi vu khống, bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ nhân phẩm, danh dự cá nhân của tôi dưới nhiều hình thức, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, với các nội dung cực kỳ nghiêm trọng như sau. Thứ nhất, tố cáo hành vi vu khống tôi chiếm đoạt tài sản số tiền 17 tỷ đồng của gia đình anh chị. Thứ hai, xin tố cáo vu khống tôi lừa đảo số tiền của số nạn nhân là 300 người. Thứ ba, xin tố cáo vu khống tôi lừa đảo hơn 100 tỷ đồng của các nạn nhân khác. Tất cả những việc trên tôi bị anh chị Thành và Nhã vu khống tôi là hoàn toàn sai sự thật. Tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền làm rõ sự việc trong đơn tố cáo về vụ việc vu khống bôi nhọ danh dự tôi trên mạng xã hội, trả lại sự công bằng cho tôi theo đúng quy định pháp luật dành cho mọi công dân Việt Nam. Tài liệu tôi gửi kèm là tất cả bằng chứng, vật chứng tố cáo hành vi vi phạm về tội vu khống cá nhân tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 9 năm 2022. Người tố cáo ký tên là em nha, Ninh Thị Văn Anh. Đây, đây, tên thật của em đây. Bây giờ em sống thật rồi, em chả còn gì để mất nữa. Em không còn là một cái cô bé thỏ non ngày xưa hiền lành mà như mọi người vẫn nói nữa đâu. Đúng, bây giờ mọi người nói em lột cái bộ mặt thật ra để em sống là một cái con người như vậy đấy. Nhưng mà ít nhất em có một lần em dám lên đây em nói. Trong suốt bao nhiêu năm qua chị nói là em không bao giờ dám đối đầu với chị, đúng không? Thì ngày hôm nay em chính thức em tố cáo ngược lại chị. Điều năm qua có các bạn nói bổ phổi quá, bổ phổi quá. Ôi bây giờ em sẽ đọc đơn tố cáo này cho tất cả mọi người biết, là mọi người hỏi tại sao em không tố ngược lại chị Nhã. Thì ngày hôm nay em bắt đầu. Sinh ngày 1 tháng 4 luôn ớ. Nay hết ngây thơ rồi. Toi rồi Nhã Lê ơi. Mưa dưới đất mưa lên. Lại có cái để xem rồi. Anna đã bỏ mũ là tới công chuyện rồi. Ồ ồ. Lúc đọc giấy nợ mặt thấy thương lắm. Dữ dằn hen. Ủa rồi giờ tao theo thế nào bây giờ? Ngay từ đầu tôi đã không tin là chị có thể làm vậy. Thôi, vẫn có niềm tin vào chị, ngồi đây và chờ kết quả. Tôi cười bể bụng. Xem thì xem hai bên, nếu đúng thì công an đã vào cuộc bắt rồi. Rồi sao? Chết riết lũ luôn. Nay chị tính thao túng tâm lý cả nước nữa. Hay gì đây? Video này là hết. Bye bye mọi người. Bye.